Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip ngắn để hướng dẫn cho mọi người một cái thủ thuật nho nhỏ để có thể làm được những cái tường kính mà có cái đố kính với lại cái panel kính nó cong đều, nên nó không kiểu gấp khúc như bình thường các bạn hay vẽ. Thì việc đầu tiên thì chúng ta đi vẽ một cái bức tường làm ví dụ. Ở đây chúng ta sẽ làm vẽ cái tường cong từ một cái loại tường bình thường. Sau đó chúng ta chuyển sang cái tường curtain wall. Thì ở curtain wall này tôi sẽ duplicate nó lên để làm một cái loại curtain wall mới. Chúng ta có thể những cái điều chỉnh. Thì để làm cái kính cong thì chúng ta sẽ vẽ một cái bức tường mà bình thường, và chúng ta sẽ tạo cái tường này là cái tường kính dày 10 mm bằng cái vật liệu kính. Thì với cái cách làm này thì mọi người vào trong cái thông số của curtain wall, mọi người thay đổi cái curtain panel sang cái loại chúng ta mới tạo ra, tức là cái tường kính 10 mm đó, thì cái chúng ta sẽ tạo được những cái panel đó, panel đó nó sẽ trở thành những cái tấm cong, những cái tấm kính cong, nó có độ cong chứ nó không có thẳng như là những cái mà tạo ra bởi curtain wall như thông thường nó vẫn làm. Rồi các bạn nhìn thấy ở trên mặt bằng cái profile của những cái tấm kính thì lúc này nó đã cong rồi. Bây giờ đến các cái mullion, tức là những cái đố kính. Thì ở đây những cái mullion theo phương dọc thì chúng ta giữ nguyên, và rồi chúng ta sẽ xóa đi những cái mullion theo phương ngang. Và để xóa được những cái mullion ở trong cái curtain wall thì các bạn có thể chúng ta sẽ phải bỏ cái pin nó đi và chúng ta sẽ delete. Sau đó thì chúng ta sẽ vào trong cái điều chỉnh edit type của curtain này, chúng ta tắt luôn cái tạo profile bằng các cái theo các cái grid và theo phương ngang đi, horizontal mullion đi, chúng ta tạm tắt nó đi. Thì để làm như những cái mullion theo phương ngang này nó cong ấy, thì chúng ta sẽ vào cái công cụ mà tạo thêm grid, và chúng ta sẽ tạo thêm những cái grid theo phương ngang. Và những cái grid theo phương ngang này sau khi chúng ta tạo ra xong ấy, thì chúng ta sẽ chỉnh cái khoảng cách cho nó. Thì ở đây cái mullion mà chúng ta đang sử dụng ở trong cái curtain wall này là có tiết diện là 50 x 150. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh các cái grid mới này, nó cách các cái grid góc của chúng ta một cái khoảng cách là 50, tức là tương ứng với cái cạnh ngắn của cái mullion theo phương ngang. Sau đó thì chúng ta cũng đi tạo một cái loại tường mới, và cái loại tường này ấy, thì chúng ta sẽ cho nó có độ dày là 150 và chất liệu nó là cái chất liệu bằng material của nó, chúng ta khai báo cho nó material bằng kim loại. Thì như vậy thì các bạn sau khi chúng ta tạo được cái loại này rồi ấy, thì việc kế tiếp thì chúng ta sẽ lại vào chúng ta chọn những cái panel tạo bởi cái grid chúng ta mới vẽ thêm nó, và chúng ta thay nó bằng cái loại tường tương ứng với lại cái độ dày 150 với cái vật liệu là metal này. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo được những cái mullion nó cũng bằng chất liệu là kim loại mà nó lại có cái độ cong đều, chứ nó không có thẳng như cái mullion chúng ta làm theo cái tường curtain wall mặc định nữa. Đây chúng ta sẽ chọn hết tất cả những cái panel phương ngang, và nhớ là chúng ta phải bỏ pin đi. Làm việc với curtain wall chúng ta muốn đổi cái thay cho nó thì chúng ta phải bỏ pin đi và cho nó chuyển sang cái loại tường 150 chất liệu là alu, tức là chất liệu nhôm chúng ta vừa mới tạo đấy. Chúng ta làm tương tự như vậy cho những cái mullion ngang còn lại. Như vậy thì với cách làm cái thủ thuật đơn giản như thế này, mọi người đã dễ dàng tạo ra được một cái curtain wall, tức là một cái tường, hiểu nôm na là cái vách kính mà nó có những cái panel, là những cái tấm kính nó có độ cong, và những cái mullion theo phương ngang nó cũng có độ cong chứ nó không phải là ghép từ những cái đoạn thẳng lại với nhau. Chúc mọi người thực hành tốt.